Anh Chi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trước khi mà anh Chi gửi đến bà con bài viết Sinh lộ của thuyền nhân Việt Nam bắt đầu từ con tàu sắt Hải Hồng đăng trên trang Facebook Trúc Trần đó, thì anh Chi muốn chúng ta cùng nhắc nhở lẫn nhau rằng xin đừng quên những Việt kiều của bây giờ đó đã từng là những người Việt sợ hãi chạy trốn Cộng sản, bị coi là những người vô tổ quốc và từng bị bên thắng trận âm mưu thủ tiêu để tước đoạt tài sản như thế nào. Chúng ta phải nhắc nhớ nhau cái điều đó, đừng có quên. Và bọn họ đó, bên thắng trận đó, họ chỉ vo ve kiều bào khi cần mà thôi. Còn lại là họ chửi hoài, chửi mãi, chửi chúng ta hỏng ra cái gì hết. Và bây giờ thì anh Chi xin gửi tới bà con cô bác bài viết Sinh lộ của thuyền nhân Việt Nam bắt đầu từ con tàu sắt Hải Hồng. Sau tháng 4 năm 75, chính sách Cộng sản Việt Nam là vơ vét tài sản và hủy diệt những người thuộc chế độ cũ bằng mọi cách, mọi hình thức. Năm 78, Đảng Cộng sản Việt Nam ra lệnh Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Dộc, bí danh là Mười Vân, tổ chức các chuyến tàu vượt biên bán chính thức tìm tự do. Ai muốn đi thì phải đóng 16 cây vàng và nộp tất cả nhà cửa đất đai còn lại cho nhà nước. Bán chính thức có nghĩa là được phép Cộng sản Việt Nam cho đi, còn đi đâu á thì chưa ai nhận, chưa ai chứa chấp cả. Con tàu sắt Hải Hồng rời Đồng Nai ra đi mang theo 2.500 thuyền nhân. Và quý vị cứ tính đi, 2.500 người nhân cho một người là 16 cây vàng. Thì chỉ một con tàu Hải Hồng thôi, Cộng sản Việt Nam đã tước đoạt được 40.000 cây vàng của thuyền nhân. Nhưng tàu Hải Hồng không có được nước nào nhận hết, đã phải lênh đênh ở trên Biển Đông từ năm 78 cho tới năm 79. Đơn giản là gì? Mã Lai, Indonesia, họ biết Cộng sản Việt Nam đã lột hết tài sản của thuyền nhân rồi, rồi mới tống họ ra ngoài, đi sang nước của họ để họ phải chứa chấp, để họ phải nuôi dưỡng báo cô. Và thuyền nhân Việt Nam coi như vô vọng, không lối thoát cho đến khi mà Canada mở vòng tay đón nhận một số lớn nạn nhân của tàu Hải Hồng. Rồi tiếp theo đó là Mỹ và các nước khác. Và Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc can thiệp với các nước Biển Đông. Từ khi mà các nước cho thuyền nhân Việt Nam được định cư, Mã Lai, Thái Lan, Indo và các nước Á Châu trên Biển Đông mới mở cửa đón nhận cho thuyền nhân được tạm trú trước khi đi định cư ở các nước thứ ba khác. Các nước Á Châu họ làm như thế cũng có cái lý do của họ. Bởi vì nước họ cũng nghèo, nhận thuyền nhân vào thì phải tốn kém tiền nong rất là nhiều. Ví dụ như đảo Bidon thì có lúc lên tới hơn 40.000 thuyền nhân. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã phải chi tiền nuôi, chứ họ làm sao mà có tiền để mà nuôi. Mà cả triệu thuyền nhân chứ có ít đâu. Cao ủy trả cho chính phủ Mã Lai 5 đô la một ngày cho một đầu người, một đầu thuyền nhân. Và cứ thế kéo dài hơn 10 năm trời. Nếu mà một mình Mã Lai mà phải nuôi thì làm sao mà chịu cho thấu được, phải không thưa quý vị? Nguyễn Hữu Dộc sau đó bị xử tử vì đã gian lận vài ngàn cây vàng. Phong trào vượt biên bán chính thức từ năm 78 đến năm 79 đã tước đoạt hơn 2 tấn rưỡi vàng của thuyền nhân Việt Nam đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Và thuyền nhân Việt Nam tiếp tục bỏ nước ra đi từ năm 79 cho đến năm 91, thì toàn thể các cái trại tị nạn ở 9 nước Á Châu đóng cửa vĩnh viễn. 850.000 thuyền nhân vượt thoát được đến bờ tự do và 400.000 thuyền nhân chôn xác ở dưới lòng đại dương. Xin mời bà con nghe thêm một đoạn nữa. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1978, một chiếc tàu chở khoảng 2.500 người tị nạn đã thu hút được sự chú ý của dư luận trên toàn Canada và khắp thế giới. Thuyền nhân đã liên tục bỏ Việt Nam ra đi kể từ khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, nhưng biến cố tàu Hải Hồng đã làm thay đổi phản ứng của Canada trước phong trào tị nạn Đông Dương. Chiếc tàu này không được phép cập bến ở Malaysia trong khi máy hư, nên tàu đành phải thả neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Portland và lâm vào tình thế giằng co bế tắc với nhà chức trách Malaysia. Chỉ chở có 2.500 người, tàu này không phải là một vấn nạn quá lớn nếu mà xét trong cái phạm vi phong trào tị nạn Đông Dương. Nhưng đó là một tình thế khẩn cấp với những người trên chiếc tàu quá chật chội bởi vì họ thiếu đồ ăn, thiếu nước uống, thiếu đồ dùng y tế và chỗ ở đàng hoàng. Tàu Hải Hồng đã thu hút sự chú ý của báo chí và khiến xã hội ra tay cứu giúp nhiều hơn những tình huống tị nạn Đông Dương cho tới lúc đó. Tình huống tàu Hải Hồng đã khơi mào việc
thực hiện trên diện rộng luật di trú mới vừa có hiệu lực chỉ mấy tháng trước, trong đó có một chính sách tị nạn nhân đạo nhất quán, sự tham gia của tỉnh bang vào quá trình lựa chọn di dân và chương trình tư nhân bảo lãnh. Rồi, như vậy ha, anh chị xin bà con mình đừng có quên những cái chữ mà họ gọi chúng ta, những cái chữ mà họ gọi như là kiều bào, Việt kiều, khúc ruột ngàn dặm này kia nọ đó. Thì mong rằng là chúng ta đừng có quên cái lý do vì sao mà chúng ta có mặt ở hải ngoại ngày hôm nay. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.